Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây có một cư dân mạng đăng bài nội dung như sau. Muốn hỏi ngày hôm qua Trịnh Sảng bắt đầu đăng Weibo như vậy thì hôm nay có quyên góp tiền không? Theo đó Trịnh Sảng dùng tài khoản Weibo công việc trả lời lại bài đăng này. Không đâu, hiện giờ không được như ngày trước nữa rồi. Vào nửa đêm dạng sáng ngày 21 tháng 7, Trịnh Sẳng đăng Weibo nói xin lỗi, tác các cơ quan ban ngành vào và nói rằng hy vọng hiểu được sự thật. Cô ấy cũng bày tỏ rằng sẽ cố gắng mang lại cho mọi người nhiều tác phẩm hơn. Tiếp theo đó, Trịnh Sẳng đăng một bài dài trong đó có nói về cuộc sống của mình ở Mỹ rất khó khăn, phải tằn tiện trong sinh hoạt để dành tiền để mua đồ cho con. Tuy nhiên, ở dưới bài đăng này thì chiều hướng của cư dân mạng lại không đồng tình với Trịnh Sảng. Cư dân mạng nói trong tình huống thiên tai mưa lũ ở Hà Nam như vậy mà nói mấy chuyện đó thì không nên chút nào. Vì vậy, Trịnh Sàng đã xóa bỏ những bài đăng trên rồi bắt đầu share những bài kêu gọi giúp đỡ người bị nạn ở Hà Nam. Cụ thể, dạng sáng ngày 21 tháng 7, Trịnh Sàng lần đầu tiết lộ cuộc sống ở Mỹ trên trang cá nhân. Cô cho biết không việc làm, không thu nhập, tất cả nhờ giúp đỡ của bạn bè. Cô uống nước máy, tổng cộng có 5 chiếc áo và hai quần jean. Cô cũng chưa từng dám đặt đồ ăn bên ngoài. Trịnh sảng chi tiêu tiết kiệm đồ dùng, kể cả băng vệ sinh, giấy vệ sinh. Khi thèm đồ ăn quê nhà, cô mua một ít rau để xào với trứng. Diễn viên dành tiền mua đồ chơi, trái cây cho con và tham gia khóa học nuôi dạy trẻ theo yêu cầu của tòa án. Hiện tại, tài khoản ngân hàng của trịnh sảng và cha mẹ cô đều bị đóng băng. Ngoài bạn bè, cô không còn chỗ dựa nào khác. Diễn viên 31 tuổi mong giới chức điều tra đúng quy trình và xử lý công khai cáo buộc liên quan tới cô, chứ không mặc định cô sai phạm, như vụ Trương Hằng tố cáo cô trốn thuế. Cô nói không thể bồi thường khoản tiền khổng lồ cho các đoàn phim bị ảnh hưởng vì scandal của cô. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần Trương Hằng viết có lợi cho anh ta đều vào top nổi bật quê bồ, còn tôi thì không, trịnh sảng viết. Nếu các cơ quan truyền thông xâm phạm quyền lợi của tôi, tôi có được phép nhờ luật pháp bảo vệ lợi ích của mình, Trước đây tôi không dám phản bác, không có nghĩa những gì họ nói là sự thật, Trịnh Sảng viết. Cô cho biết lâu nay im lặng vì không muốn một số cơ quan chức năng gánh chịu áp lực dư luận. Diễn viên cho biết yêu các con hơn mọi điều. Trước đây cô im lặng về cuộc sống riêng để có thời gian phản tình bản thân, hổ thẹn về các hành vi của mình. Hiện tại cô muốn dành tâm trí và sức lực cho con, đồng thời hoàn thành khóa nuôi dạy trẻ. Tôi chỉ còn lại trái tim chân thành, khảo khát được đối xử công bằng, cô viết. Trước đó, nửa đêm ngày 19 tháng 7, Trịnh Sảng đăng bài viết dài bày tỏ xin lỗi tới công chúng và cơ quan chức trách vì scandal nhờ người mang thai hộ gây ảnh hưởng tới xã hội, phủ nhận việc lấy cát xê 160 triệu tệ, 567 tỷ đồng, cảnh cáo Trương Hằng không được quấy nhiễu cổ. Và nhưng sáng ngày 20 tháng 7, Trương Hằng đã tức tốc biên soạn một bài viết dài với tựa đề Gửi Trịnh Sảng. Kèm theo đó là rất nhiều bằng chứng tố ngược nữ diễn viên lươn lẹo, không trung thực Trương Hằng cho biết, tháng 9 năm 2018, khi người phụ nữ mang thai hộ đang ở thai kỳ tháng thứ 7, Trịnh Sàng đã muốn phá cái thai này đi. Tới tháng 10 năm 2018, Trịnh Sàng ép Trương Hằng đưa con vào viện phúc lợi. Tiếp đó là từ chối ký vào PBO, văn bản liên quan tới nhiều người khác đẻ hộ. Đây được cho là hành vi vứt bỏ con cái dã man của nữ diễn viên. Trước 10 ngày đứa con được sinh ra, Trịnh Sàng cùng gia đình vẫn muốn đem đứa trẻ đi chỗ khác. Sau này, người môi giới gửi email yêu cầu ký tên vào PBO nếu không sẽ bị tính vào tội vứt bỏ trẻ em tại California. Lúc này, Trịnh Sàng mới miễn cưỡng ký vào. Khi đứa con được một tuổi ba tháng và chưa từng được công khai, Trịnh Sàng bỏ rơi không đói hoài thăm hỏi một câu. Về vấn đề tiền thù lao 160 triệu tệ, Trương Hằng phản pháo. Tôi lo lắng cho tinh thần của cô. Cô mất ghi chép chuyển khoản rồi à? Mất trí nhớ rồi sao? Cô quên luôn cả bộ dạng mình lúc nhảy nhót tưng bừng khi nhận được tiền rồi đấy à? Trung Hằng khẳng định Trịnh Sang nói dối không biết chấp mắt. Cô nói tôi từng quấy rối cô nữa ư. Từ đầu tới cuối đều là tôi muốn giành được quyền một mình nuôi con. Vì sao ư? Vì tôi tránh cô còn không kịp nữa. Trung Hằng khẳng định Trịnh Sang ngoại tình lúc hai người còn đang ở bên nhau, thậm chí còn đi hôn người yêu cũ. Trong đoạn chat Trịnh Sang ngang nhiên thừa nhận, tôi chỉ muốn thử xem liệu có còn yêu anh ta nữa hay không. Lời lẽ trời chén này của Trịnh Sảng giờ đang khiến netizen sôi máu. Hiện tại, Trịnh Sảng vẫn đang im hơi lặng tiếng trước sóng gió mới này. Người hâm mộ mỉa mai nữ diễn viên định nhân cơ hội drama ngôi diệt phàm đang hot để cầu mong sự thương hại, xin cơ hội quay trở lại showbiz. Nào có ngờ rằng lại bị chính Trương Hằng quật tơi tả tới nhường này? Chúng mình là Hồng nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.